giờ từ hồi sáng tới giờ tôi chưa thấy xong nữa. Không cái gì trời ơi, tôi cực khổ quá, phải đúng phong thủy trong nhà, mệt lắm. Phong thủy gì ông thiệt á, có cái nhà mà ông cằn nhằn từ sáng tới chiều á, khuya ông cũng không ngủ, không ngồi ông cằn nhằn không à. Tại ai? Bà nói giống như là lỗi của tôi vậy. Ai là người mua cái căn nhà này? Ai là người xúi ba mua căn nhà này? Xúi cái gì? Trời ơi quá hời luôn. Anh tìm đâu được cái nhà mặt tiền quận 2 view sông Sài Gòn, ngang 10m, dài 25m, có 12 tỷ à. Quá rẻ. Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ như bà, ở đâu mà lời dữ vậy, mặt tiền sông giá 12 tỷ, ở đâu ra? Ở đâu ra? Bà nó cho trả góp. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Mà có ai mà cho trả góp nhà mà góp chừng nào chết thì thôi. Ai góp kiểu đó? Đó, tôi thấy hời tôi mới mua. Không, không hời đâu, tôi suy nghĩ liền. Tôi suy nghĩ liền, tôi nói tại sao con sông này phải có vấn đề ở cái con sông này. Đúng chưa? Vấn đề nằm ở con sông này, cái view nó xấu quá. Cái view sao xấu? Cái view sông Sài Gòn đẹp muốn chết, người ta muốn còn không có. Người ta muốn còn không có nha. Cái nhà mình sát sông, mình muốn ngắm sông mình phải ngó xuống. Đúng rồi. Tôi lúc nào cũng phải đón ánh bình minh, đó, phải nhìn dàn vậy. Hôm nay đón ánh bình minh cái, mở cửa ra cái. Cái gì? Thì ông nhìn sông thôi chứ ông nhìn đâu xa. Bà nhìn bên kia sông đi. Bên kia sông cái gì? Nghĩa địa. Tôi thắc mắc tại sao tôi về đây mà không có hàng xóm. Nói xóm này yên tĩnh ghê ta, mở cửa ra một cái nghĩa địa không? Thôi bây giờ coi như cái hướng đó tôi sai đi. Cái hướng nó sai nhưng mà ông nhìn chết vào cái hướng đông bắc bên này. Trời đất ơi, ông nhìn có mỗi buổi chiều á, giống như là xóm làng người ta làm BBQ hay sao á. Trời, sương khói lam chiều nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Thích không? Cái đó lò thiêu đó. Lò thiêu đó. Bữa sáng mở cửa ra cái gió bạc ngược lại là tôi không ăn cơm sườn một tháng luôn á. Nghe mùi thịt không? Ủa? Vậy hả? Ừ. Tưởng là người ta sống theo kiểu Tây đó, ăn BBQ. Tây ông nội tôi chứ Tây. Thôi bỏ hướng Đông Bắc rồi hướng Tây Nam bên này. Ông chê cái hướng này đi, là nghề truyền thống của người ta, ông chê đi. Buôn bán sầm quất anh muốn gì nữa? Bà muốn qua bển ủng hộ không? Trời ơi, bữa nào tôi qua tôi ủng hộ đó, tính vài bữa qua ủng hộ đó. Cái khu đó bán hòm đó, qua mua ủng hộ một cái đi, để nhà chân cho vui. Bà ở trong một cái khu phức hợp mà bà không biết à. Hòm, chôn, thiêu, nguyên cái khu lặng thinh. Chiều chiều là tự nhiên tôi thấy lạnh à. Tôi không biết tại sao. Thôi coi như ba cái hướng đó sai, coi như tôi thiếu tinh tế, tôi thiếu cái óc quan sát. Nhưng mà cái hướng sau, ông mở cái cửa sau, ông có cái view nào mà nó đẹp như vậy không? Cái hoa nó vàng rực, cái hoa mặt trời nó ánh lên ánh mặt trời, rồi nó thể hiện cái sự gì? Uy nghi quyền lực, giàu sang phú quý muốn gì nữa? Ông Vạn Thọ, bà kêu thành hoa mặt trời. Hoa mặt bà trong đó chứ mặt trời cái gì? Nguyên một cái khu Vạn Thọ để người ta trồng để làm chi? Để thanh minh người ta cắt, ta bỏ vô mã, ta chân. Bà nghĩ sao mà kiếm bóng mặt trời vậy hả? Bà ở trong cái nhà này, tôi với bà ảnh hưởng thì ít. Ba của bà kìa. Thôi biết rồi, đừng có la nữa. Tôi biết hết trơn á. Sợ quê nãy giờ nói cho lấp liếm được chưa? Ừ, thì cái nhà này nó bị vậy đó. Thì khổ sở. Mà mỗi lần nói tới cái nhà này á, thấy ở đây nè, cái nhà này rõ ràng có vấn đề, ngủ không có được. Cứ mỗi lần mà ha, cứ chiều chiều là thấy rợn cái sống lưng, giống như có ai sau lưng mình. Nói tới mà nổi da gà nè. Tôi có khác gì bà đâu. Hôm bữa tôi vừa tắm xong, tôi nói sao chết cha, tắm xong mà sao người thấy lạnh quá. Tôi hú hồn liền bà. Tôi nghĩ là có ai sau lưng tôi quay lại. Nguyên cái máy lạnh. Bà nội cha nó phà từ trên nó phà xuống lạnh gần chết luôn. Con người của ông làm tôi hết hồn hết trơn. Ông vụ viên vừa thôi thì mới tắm xong nghe máy lạnh thì phải lạnh chứ. Sau khi tôi bước ra ngoài phòng khách, tôi biết lý do tại sao. Tại sao? Bà có vấn đề. Ba tôi có vấn đề. Bà nhớ lại đi. Chiều nào ba bà có sự thay đổi đột biến lắm. Tôi nhớ rồi. Cứ tầm 4 giờ chiều, cái mặt cứ hướng thẳng về bên sông, băng qua con sông. Rồi ba nhẹ nhàng, ba đàn. Mà ổng đàn cái bài gì ngộ lắm.
nhà xung quanh nghĩa địa không, mà ông gãy đàn lên ông hát. Nơi đêm nay đêm sau âm u, từng cơn gió vào vi vu, nghĩa trang lạnh lùng. Ở đây nghĩa địa không, ông hát bài nghĩa trang lạnh lùng. Ông hát cho ai nghe? Ông hát cho ai nghe? Khán giả của ông nghe chứ ai? Không, cái đó chưa ghê, chưa ghê. Cái hướng bên này. Trong không gian âm u, nhau kéo dìm bầm 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 bầm. Nơi trốn đầy bập bùng bập bùng bập bùng, nghe tràn lạnh lùng. Biết rồi, biết rồi, sợ quá. Hết rồi nè. Cái giọng đó. Đó, ổng đó. Hay bài không? À, tôi chứ ai, không lẽ ai rồi. Ổng hát bài đó xong, cái ông đứng ông nhìn. Tới chạng vạng tối, ổng mở cửa, ổng nhìn qua bên lò thiêu. Ông hát cái bài này mà tôi không dám ăn cơm nè. Cái mặt ông hiên ngang lắm, rồi ông nhìn thẳng vô cái lò thiêu rồi ông hát. Cháy lên đi lò thiêu bên kia, còn mái trong ta lò thiêu bên kia. Ông hát như bia cho lò thiêu vậy đó bà. Mà ông hát cho ai nghe vậy ông? Tôi đâu có biết. Trời ơi trời. Tôi là không dám nghe rồi đó. Trời, ông hát có khi nào có khán giả bên đó rồi fan cuồng cái nó kéo về nhà, hàng chi nhà mình lúc nào cũng lạnh hết trơn ông ơi. Bà nói nghe thấy ghê vậy. Chớ rồi bây giờ ba tôi bị vậy rồi sao? Bị dông dựa thì mình phải kiếm cách mình trị dông. Cái gì vậy ba? Hay đứa bay nói xấu gì tao đó? Dạ không ba, không không. Trời ba, tự nhiên nó nói xấu gì ba có đâu. Ba, trời ơi, bữa nay cầm cái đàn lâu rồi con không nghe ba đàn á. Ba đàn, bữa nay ba đàn cho con nghe mấy cái bài Latin của ba đó. Bảy, bảy, trời ơi, ông đàn nữa rồi, ông hát nữa. Cháy lên đi lò thiêu bên kia nữa, mệt lắm mà. Ông tào lao đó, kệ ông đi ba. Ba đàn con nghe đi. Ông này vô duyên quá. Trời ơi, nói cái gì vậy, cha già này. Ai hát nấy hưởng đi chứ trời, chứ tối nào tôi ngủ cũng bị đè hết mà. Ba hát vậy rồi ai độ ba ba? Hai đứa ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, thấy bữa nay ba kỳ quá, ánh mắt của ba nó... Ngồi ba mặc áo bông đẹp ghê ba ha. Ừ, hay ba hỏi nè. Dạ. Bây giờ ba từ hồi ba dọn vô chỗ cái nhà này nè. Dạ. Ba thấy con người ba thay đổi vậy đó. Thay đổi phải không ba? Ba thấy đổi. Vui. Thấy như ba trẻ lại vậy đó. Phải không ba? Ừ, em. Nhà này có đầy đủ hết, chung quanh là có sông nè. Dạ. Có bông nè. Dạ. Đó, rồi. Có dông nữa anh. Có sông, có bông, rồi có dông nữa. Dông gì? Dạ. Ê! Ông tào lao kệ đi ba. Hai đứa nghe nè. Dạ. Bây giờ, thí dụ bây giờ đi. Dạ. Ba có người yêu, tụi con nghĩ sao? Dạ. Được! Được hết đó ba! Trời con mừng quá! Được hết! Không nhưng... con chỉ hỏi ba một câu tế nhị thôi. Người yêu của ba là chân có đụng đất không? Là sao? Con sợ vậy xong cái tự nhiên cái có khán giả ái mộ rồi mình quen với khán giả kỳ lắm. Vô duyên vậy sao? Con ủng hộ đúng không? Ủng hộ, ông kệ kệ ông đi. Ông mất ngủ, ông bị điên. Bây giờ về. Tối nay tụi bay rảnh không? Hai đứa đó, rảnh không? Ủa, chi vậy ba? Rảnh gì ba? Đi đu đưa với ba. Cái gì? Halloween sắp tới là đi đu đưa cho nó vui. Đi đu đưa là đi đâu? Đi đâu? Đi. Là sao? Là sao? Đi đu đưa là sao? Không hiểu hả? Không. Không hiểu. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Đi không? Dạ không. Dạ không. Không, à. Đi mà ba đờn kiểu âm trì đó, bà nội dám đi ba ơi. Dạ, ba đi, đi ba. Vui lắm, thiệt. Dạ không ạ, dạ, à. Dạ không. Đi với ba đi, con đi không? Dạ không, không. Con? Dạ không, con không đi. Giờ hỏi hai đứa có đi không? Dạ, dạ không. Không. Đi thì thôi. Dạ. Hai đứa bay ở nhà tao đi một mình. Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Mới nghe ba hát cái gì không? Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Đó, ba có vấn đề chỗ đó. Chết rồi, bây giờ sao anh? Bây giờ cái nhà là ba đứng tên, em bằng mọi cách em sang tên qua cho em liền. Nếu không ông đi đu đưa, là ông đưa luôn cái nhà cho người ta là thấy bà nội đó. Chết rồi, cái nhà này là của em chứ sao đưa cho người ta được? Đưa cái nhà cho người ta là không được đâu. Bây giờ cái nhà bây giờ nói với bán có giá dữ lắm. Ủa?
Cái vấn đề của em là không phải là cái chuyện cái nhà, mà em thấy ba như vậy em lo lắm anh ơi, có cách nào không? Cái chuyện ba 72 tuổi em lo cái gì nữa, sớm muộn gì cũng phải dằn chuối thôi. Em hiểu không, cái quan trọng là tài sản trong nhà này nè. Đúng rồi. Em là con ruột của ba, em phải lo giữ tiền cho ba chứ. Đúng rồi, bây giờ mà lỡ ba đưa cho người ngoài là chết em luôn á. Đúng rồi, nếu mà ba lấy tiền ba cho người ngoài là em thành người bất hiếu. Chết rồi, tại em không biết giữ ba, giữ tài sản của ba đúng không? Đúng rồi, anh đã có cách, đừng lo. Có cách thiệt không? Ba nói là ba cần kiếm một tình yêu đúng không? Đúng rồi. Anh có quen một ông thầy, ông có thể giúp ba trục dâu. Thì không? Ông có thể giúp ba giới thiệu tình yêu. Thì không? Cái gì nữa? Ông thầy ở đâu anh liên hệ? Ông thầy ở bên Ba Tư, anh mời về. Ba Tư á? Ba Tư. Ủa, nhưng mà sao anh liên hệ được hay vậy? Facebook. À, Facebook hả? Nhắn tin Facebook đó. À, đúng rồi. Có ông thầy đó hay lắm nha em. Dạ. Ông giúp ba trục dâu là ông lo cuộc sống. À, ông lo cuộc sống đó. Đúng rồi. Ông lo về cái đường sinh sống của hai vợ chồng mình. À, sinh sống của mình, đúng rồi. Xong rồi ông giới thiệu bạn gái cho ba. Dạ. Ông lo luôn về cái đường sinh lý của ba luôn. Ui, hay quá vậy. Một công đôi chuyện. Anh ơi anh, vậy ông thầy đó chừng nào tới? Ông tới Bến Tre rồi. Anh ơi anh, ở Ba Tư liên quan tới Bến Tre. Ông xuống mua kẹo dừa, ông xíu vào bệnh ông bán. Trời ơi. Ủa, là bán hàng online hả? Không biết, ông nói vậy đó. Để gọi cho ông coi ông tới đâu rồi nè. Alo. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang lái xe. Xin vui lòng đừng gọi nhiều lần. Thuê bao ơi. Alo. Ủa gì kỳ vậy? Anh ơi. Bữa nay sao đổi thằng tổng đài nào nói chuyện kỳ vậy trời? Có ren mà. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đứng trước cửa. Vui lòng mở cửa, trời rất nắng. Sao anh, sao còn bữa nay cái gì vậy ta, cái ngày gì vậy ta, ai cũng sắn não như vậy. Alo. Thêm bao quý khách vừa gọi đang đổ mồ hôi, nếu không mở cửa nguy cơ đi về rất cao. À thì mở cửa đi chứ. Ông tới ngoài cửa rồi. Mấy đứa ơi, mở cửa cho chị đi. Ê đứa nào kéo cái cửa cho ông thầy tao vô coi. Cấn này. Ủa thầy muốn sao rồi, thầy tự sát luôn vậy? Có, hôm nay tao định kẹp lại đây, tao ngồi xuống mà không kịp, cái này nó dướng quá. Bây giờ sao thầy? Lại rút cái giùm, đã đau quá. Không, bây giờ rút ra cái kiếm nó dài, rút ra đau lắm. Bây giờ mình nhấn nó vô vậy luôn được không? Mày điên hả? Mà cái cùi này vô mới chết mẹ tao đó. À, cái kéo ra. Chịu đau nghe. Nhẹ nhẹ thôi. Nó dướng, nhẹ nhẹ thôi. Nó sai, nó lệch cái đường rầy à. Bây giờ một rút ra, hai đâm vô. Chứ bây giờ mày cứ nhấp tao khó chịu lắm, mày hiểu không? Thôi bây giờ vậy, thầy chịu khó chịu đau một lần. Đau một lần rồi thôi nha. Dạ. À, khoan. Nếu rút ra được rồi, cái này có rụng không vậy? Không rụng, nhưng mà tao đau quá mày ơi, lẹ. 1, 2, 3. Oh my god. Trời ơi, chết tôi. Ủa, hết nhạc mà ổng còn múa được hay vậy? Múa bà nội mày nó đau, nó nhiếp lợi chứ múa cái gì. Thầy ơi, give me the kiếm. À trời, đưa cái cơ chui, đưa cái lưỡi, thằng điên kìa. Lộn. Trời ơi, thiệt cái. Cái chan. À, thôi. Trời ơi. Mày đứng. Cái thằng mày, đi ra. Thầy tình, hư đốn. Dạ, chào thầy. Dạ, chào gia chủ. Đây. Em hỏi thăm cái được không? Không biết là gia chủ à. Thầy, thầy còn nhảy hả thầy? Không, cái đường đi đứng nó hơi khó khăn thôi. Dạ. Không gì hết. Ba Tư. À, thầy đến từ đâu ạ? À,
con này bị điên hay sao mới nói giới thiệu ba Tư, hỏi thầy đến từ đâu? Hỏi cho rõ ràng chứ ông này. Để nói cho cổ hiểu. Nó không biết cái đất nước đó làm sao. Lịch sự với thầy. Tôi thì tôi tu bên Tây Tạng. Nó gần ba Tư. Hả? Chỗ đó nó gần nhau. Ủa chồng con. Hả? Tây Tạng với ba Tư xa lắm. Không, nó bây giờ nó mở cái đường bay gần rồi. Mình bay qua cách có 2 tiếng hồ đi thành bưởi Airways lẻ lắm lên. Ủa thầy là cuối cùng là ở Tây Tạng ở đây? Ở Tây Tạng. Nhưng mà thầy ở chỗ nào hả thầy ha? Đó là cái khu núi tuyết, nó là... Mã Lạng phải không thầy? Mã Lạng, mày điên hả? Mã Lạng nghe cái tên không? Nó là cái khu núi tuyết ở bên Barrier. Pháp, Paris là Pháp. Không, Paris là Pháp là đúng rồi. Ở đây không phải là Paris, đây là Barrier. Barrier hả? Barrier. Barrier ngộ quá hả thầy? Barrier, người ta hay gọi là Barrier đó. Barrier. Ủa thầy ở Barrier là Vũng Tàu hả thầy? Không, Barrier Vũng Tàu là của Việt Nam, còn Barrier này là của bên Tây Tạng. Rồi. Là nó gọi là Barrier là cái tiếng do thổ dân ở đó, người ta nói vậy. Barrier. Barrier ngộ hả? Nay mời thầy qua đây trước là để xem coi ngó giùm con cái. Khi tôi vừa bước chân vào cái nhà này là tôi đã cảm nhận một cái điều khủng khiếp đang tồn tại ở ngôi nhà này. Thầy cảm nhận được hả thầy? Tại sao cơ chứ? Tại sao? Tại sao gì thầy? Không biết tại sao. Tại sao anh lại mặc áo màu trắng? Sao vậy thầy? Kỳ hả thầy? Thầy ơi! Kỳ hả thầy? Anh có biết bây giờ là mùa mưa mặc áo trắng rất là dễ dính sình hay không hả? Ra ngoài đường không cẩn thận là dơ cái áo. Hết hồn hết vía. Phải thầy không? Thầy, ông kỹ lắm, ông vệ sinh sạch sẽ lắm. Cái nhà này là hướng nào vậy gia chủ? Dạ hướng Đông Bắc Tây Nam thầy ạ. Đông Bắc, mày điên hả? Đông Bắc là Đông Bắc Tây Nam là Tây Nam chứ hướng Đông Bắc Tây Nam mày cái nhà mày một vinh hả mày? Cái nhà này tới bốn mặt lần, cái bốn mặt toàn là bốn mặt tiền luôn á thầy. Chính giữa nó bốn mặt tiền. Dạ. Cái nhà mình như cái đảo vậy đó. Bốn mặt tiền á chứ. Con nói quá thầy. Cái hướng này là hướng 36 độ kinh đông và 19 độ vĩ bắc. Trời đất ơi. Tại sao lại mua cái nhà này? Không có biết đó, suối ba nó mua đó. Phía trước mặt là cái nghĩa địa. Trời ơi. Thấy sợ chưa? Mà thấy sợ thầy tôi chưa? Nếu đoán không lầm bên này là lò thiêu nè. Trời đất ơi, trại hồn nó bán bên kia luôn á chứ. Khủng khiếp chưa? Thầy ơi. Hoa viên sau nhà đừng có trồng bông dạng thọ nữa nha. Bước lên. Chết thiệt. Thầy ơi, sao thầy hay quá vậy? Thầy ơi, sao thầy hay quá vậy? Hả thầy? Sao thầy biết hay quá thầy ơi? Không, hồi nãy tới nhà mà tôi đi taxi tôi bị lạc á. Tôi đi vòng, tôi thấy hết trơn. Vào khu này tôi chạy, nó lạc ở nhà mười mấy xẹt kiếm thấy mẹ tao luôn. Chạy vòng cái thấy hết trơn. Thấy mà. Phải thầy không? Nhưng mà thầy hay lắm. Hay cái chỗ nào nãy giờ tôi chưa thấy cái gì hay luôn á. Trời ơi, thì phải gieo duyên chứ phải đi vô đi lạc. Gia chủ này có vẻ nói chuyện là không tin tôi thì phải. Dạ nãy giờ thầy không có một miếng niềm tin nào dạ, với thầy. Nói cho cô nghe nha, không phải là vì tôi lạc là tôi mới thấy đâu. Nếu tôi không lạc tôi vẫn thấy. Chỉ có cô là không thấy cái nhà này yêu khí rất là cao. Tôi báo cho cô biết nhà cô đang có một người cao tuổi đàn ông sinh sống đây đúng không? Là ba ruột của vợ em. Dạ đúng, đúng rồi. Chưa? Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Ông ta tuổi Tý. Tuổi Tý. Thôi chết. Hình như là vong linh khu này đang rất là hạp ông ta. Dạ đúng rồi. Ông ta đang bị một cái vong theo. Vong theo? Vong này nữ. Nữ. Đòi hỏi sinh lý rất cao. Trời chết cha rồi. Hèn gì thấy vong này ba tôi đi cà nhắc không à. Chết rồi thầy. Bây giờ sao thầy? Chúng ta nguy hiểm quá. Có cách nào giúp ông thầy bây giờ chứ? Để tôi lập đàn, để tôi trục cái hồn ra. Tôi xuất hồn ra để tôi tìm kiếm của cái vong này nó mạnh cỡ nào. Cha chủ đợi tôi một tí. Thầy có thầy. Dạ. Lập đàn. Lập đàn kinh. Từ từ, ông có bài kinh hay lắm. Khoan, không xong rồi, sao không thầy? Xong rồi. Sao thầy? Không xong rồi. Thầy ơi, tôi phát hiện ra một điều. Tôi chết rồi. Gì vậy thầy? Thầy nói đi, thầy nói cho con biết thì thầy sao vậy thầy? Ông để quên cái vỏ đồ này trên cái xe taxi nãy rồi, tôi chết mẹ tao rồi. Trời ơi. Chị ơi, nãy em đi taxi em quên quận 2, có để quên cái vỏ đồ đó. Dạ chị cho taxi nó trở lại chị.
Dạ đâu đồ nghề em để cho nó hết trơn rồi. Dạ trời, chị cho xin lại, để tôi xíu tôi đi lấy đồ. Trời ơi chết thiệt, mà đi làm ăn vậy chết rồi thiệt á. Chết thiệt. Trời ơi. Thầy thiệt không? Hả? Bệnh về mà. Ở bệnh về nhiều khi người ta chưa có quen không khí ở đây. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn em. Trời ơi em trai dễ thương quá. Ở đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi. Ôi trời thầy. Trời ơi có cái vỏ đồ quên. Bùa mà bỏ quên vỏ bùa. Trời ơi trời, muốn chết luôn vậy đó. Chết luôn. Cái thằng quỷ nó vừa xuống nó mừng hay sao nó chạy. Thiệt. Vô lại kìa, vô lại. Hả? Thôi. Không, thầy à, không thầy tự đi chứ. Mẹ mày tao mệt tao khát nước, tao biểu đưa chai nước, mày làm mày gì dữ vậy? Tao mệt tao khát nước thì con này. Phải nói khát nước thì mình nói đi chứ. Ai móc họng mày mà mày từ chối dữ vậy? Trời hay biết chỉ tự nhiên đem vỏ bùa vô chỉ mắt trợn trắng lên ai mà biết. Tao chạy quá tao mệt, tao uống mình... tao khang cổ tao nói không được. Tưởng vong về không à. Dông nó nhập mày trước chứ nó nhập tao à. Cái đầu mày như sân bay nó đậu lẹ lắm á. Thôi đi. Xong rồi phải không thầy? Á đù, thôi trên đời thầy ơi, thầy ơi. Cái nước để ngoài nắng nhựa không uống muốn chết. Trời ơi, trời ơi, trời. Ê, chết rồi. Cái nhà này như vậy là không ổn. Thầy ơi, thầy đọc bài kinh, bài chú của thầy, thầy giúp ba con đi thầy ơi. Tao sẽ lập đàn. Tên gì? Chí Tài, Chí Tài. Chí Tài. Tuổi gì? 72 tuổi. Mang mobile. Chết mày á, mày chứ mạng mobile gì, mày điên hả mày? Ba cũng xài mobile. Tao nói mạng là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mày mobile Viettel gì ở đây? Hỏi vợ con kìa chứ mạng ba con. Dạ. Sao mày không trả lời mày để nó nói mày điên à? Không biết mạng quả. Mỗi lần tao nhập hồn tao mệt muốn chết. Dạ xin lỗi thầy. Dạ mạng quả thầy ơi. Mạng quả. Cười. Biểu hiện bất thường là cười. Hay cười. Em mày cười có gì đâu bất thường mày. Em hàng ngày mày có cười không? Biểu hiện mà cười mà bất thường hả mày? Không phải, thầy nghe con chia sẻ là tại vì ba của con hồi nào giờ rất là trầm tính. Ông ít có cười mà dạo này ông hay cười vu vơ lắm, nhìn sợ lắm thầy. Mày phải nói rõ như vậy có nghĩa là bình thường là trầm tính, bây giờ mới hay cười dạ, đúng dạ. không? Dạ đúng. Nói cho rõ ràng. Dạ dạ. Không biết thầy ạ. Bình thường trầm tính đúng luôn. Đột nhiên hay cười. Dạ. Tiếp theo biểu hiện nào khác thường nữa? Hay đi chơi. Dạ. Hay đi chơi. Uống trà sữa. Uống trà sữa. Tông ba, tông bốn. Tông chơi với mấy đứa nhỏ không à? Chơi. Hát buổi chiều. Hát. Đi chơi khuya lắm. Khán giả đông lắm. Hay đàn. Hai mày làm đây. Đi. Hai bay cầu nào. Đi. Hai bay làm. Đi. Hai bay làm. Ủa đúng. Ủa, là sao thầy đâu hiểu ý thầy sao? Ý thầy là... Vô đây nãy giờ đau muốn chết, tao phải ráng đứng, tao làm. Mà ông nội nó hỏi, đứa này tấp. 5-6 thứ ông nội tao đọc cho kịp. Ăn tiền tụi bay nhục lắm á, tao nói thiệt á. Không phải thầy thông cảm, tại vì ba con quá nhiều biểu hiện thầy ơi. Dạ, mới nhờ thầy đó thầy. Mới nhờ thầy tôi ráng. Người ta chuyên nghiệp, người ta viết một cái tờ giấy ra rồi ta nhìn vô đó tao đọc cho nó lẹ chứ không có ai mà làm cái trò đó trên. Chờ con ghi tờ giấy, chờ con chút. Dạ thầy chờ chút xíu thầy. Tại không biết, không có sự chuẩn bị, thầy thông cảm thầy ơi. Con phải dặn dò chồng con. Dạ. Nó hối là nó đã khùng lắm rồi. Dạ. Cứ làm ba cái chuyện như vậy rồi thầy không có cách nào mà thầy làm được. Cảm ơn con.
Tiền điện tháng 9. Mày đưa cái bill tiền điện cho tao chi. Mày điên tao nổi này. Ông sao vậy tự nhiên đưa thầy. Mày nói vậy gì? Ở tao nghĩ đi tao về chứ tao không. Ôi thầy ơi thầy. Ê tụi bay coi thường giờ giúp tao quá. Mẹ tao rảnh tao tới đây tao chơi với hai vợ chồng mày hả? Có giờ đuổi hình bất chữ hả? Phải không phải, thầy thông cảm đi thầy ơi, thầy làm rối quá, thầy kêu là... Tao quá mệt mỏi. Thầy kêu là lấy một cái giấy thầy gì, thầy không đâu nói. Là thầy kêu là thầy ghi cái sớm giấy vô. Là viết cái nội dung của ông vô. Thầy ơi, tại vì... Thôi dẹp đi, dẹp đi. Thầy cao tay. Lấy kim lên đây. Mệt mỏi. Mày đưa cái lưỡi hoài. Hàng xóm con có những cái tướng kỳ khúc khích rỉ rả kỳ. Con sợ lắm thầy, nó cứ chiều là con nghe hí 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 vậy đó. Ta đã nói cái dòng nữ này cái nhu cầu sinh lý nó cao lắm. Mà mày đừng lo, quỷ nào chứ gặp thầy. Tâm, không sợ. Thầy sẽ trục xuất nó về địa ngục. Dạ. Quỷ nào gặp thầy rồi cũng chết. Biết rồi. Mày lấy bùa chứ mày lấy nước làm cái gì? Vô vậy hả? Điên à? Tao sẽ ăn mày đi bắt đi hồng. Phải chay, phải thêm. Kéo tao lao đầu tiên tới rồi. Phải chay mày xích mẹ cái gì vậy? Trời ơi bánh xe nát. Hey. Thích coi! Trời ơi, con trai nữa! Mày ăn cái gì vậy? Mày bán hàng online hả mày? Ê, con phải xoan rồi! Trời, cái này bánh tráng mà! Trời ơi, sao thầy ơi? Chết tặng! Cái gì vậy? Ba mẹ! Thấy nó sợ quá, tụi ngát nó chơi ai về nó xỉu luôn rồi. Coi nó có sao không vậy? Thầy ơi! Ủa sao đi hành nghề đem đồ ăn không vậy trời? Chắc đi dọc đường đói bụng rồi ăn dặm vậy đó. Ai đây? Dạ thầy con. Thầy gì? Thầy ơi, ba con hỏi thầy ơi. Dạ. Đâu rồi? Đúng rồi, đúng rồi thầy nằm. Thầy. Ba, thầy. Ba của vợ con đó. Hai đứa ba đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ba không có ở nhà, không có cho bất cứ người lạ nào vô. Tại sao có mặt của cậu này? Dạ thưa ba, đây là thầy con. Thầy gì? Thầy bà gì mày điên, tao có dạy mày nào mà thầy cô vậy đấy. 20 tháng 11 thì đâu có tặng quà cho tao, mày điên mà thầy cô gì mày điên hả? Dạ con bán hàng online bác. Dạ. Bán hàng online? Dạ, đẹp. Sao bác, ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bán cua Cà Mau nè. Ừ. Dạ, bác ăn không? Cái này là cái gì đấy? Ừ, cái này là cái gì? Này kiếm tập dưỡng sinh. Kiếm là tập dưỡng sinh. Thấy cực sinh. Dạ. Ừ. Thấy cực các bác. Tuổi này mà tập dưỡng sinh hả? Không thích thôi bẻ. Không thích thôi mình bẻ. Ủa? Chuyện nhỏ. Thầy sao mà Ủa? Còn mấy cái vỏ đó cái... Vỏ bùa của thầy. Phải Dục, đem dục. Là dục hả thầy? Ủa ba cái đồ của giao hàng thôi. Bỏ cái gì hết. Bỏ. Nè. Dạ. Ba đi ra ngoài. Dạ. Chút ba trở lại. Dạ. Nha. Ba không muốn bất cứ người lạ mặt vào trong nhà. Mà ba ơi, ba đi sao ba đeo mặt nạ quỷ ba nhát người ta chứ vậy ba? Tao đi đu đưa Halloween mới về. Thấy không? Ở đây bạn bè tao đông lắm. Mày cười cái gì? Mày vui lắm hả? Tao trở lại đây không muốn người lạ, nghe chưa? Xong là đi liền. Ủa sao mặt ba tôi thấy ghê vậy trời? Ừ sợ, em sợ luôn, em con ruột mà em còn sợ nữa. Thấy chưa? Hả? Thấy biểu hiện khác thường chưa? Tôi thấy thầy biểu hiện khác thường. Thầy mới khác thường á. Đi. Ông từ là thầy mà ông bẻ kẹo ông thành shipper luôn. Đúng rồi. À phải thuận theo ý con quỷ đó. Phải không? Tưởng thầy hèn nhát chứ. Mày điên à, thầy làm sao hèn nhát được con? Nhìn cái ấn đường của ông là tôi biết ông đã bị ma nhập rất nặng rồi. Đúng rồi, ấn đường tối. Bây giờ mà ta giao chiến với nó thì chỉ có tổn thương đến tâm hồn và thể xác của cha của các con mà thôi. Dạ đúng. Ta phải thuận theo, ta làm như ta sợ nó lắm. Dạ. Thấy cái mặt đó không? Sợ, con cái mặt sao thầy, cái mặt sợ mà. Giờ này mà đi chơi Halloween, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi nó bạn bè ta ở đây nhiều lắm. Dạ.
Mã không mà bàn nào. Đúng. Phía trước một cái nghĩa địa. Mấy trăm cái mã ngoài đó. 101 cái mã ngoài đó. 101, ôi. 50 cái mã ngang, 60 cái mã dọc. Ý, 50, 60 là 110 á. Con cái bị giải tỏa rồi, mày không biết thôi. Hiểu chưa? À, là chính cái bị giải tỏa hết hả? Giải tỏa. Quan trọng là nhìn cái ấn đường không đi. Bắt đầu ấn đường tối xuống. Dạ. Là dấu hiệu của bị nhập chưa? Thấy chưa? Dạ, dạ, đúng. Dạ, dạ. Tóc bắt đầu vàng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, cái đó là do nhuộm thôi, không cái đó là do vậy hả, vậy hả, dạ. Nhưng bắt đầu nó ra cái tóc bạc nhiều. Dạ. Có nghĩa là suy, tính lực đang suy hao dần tại vì nó nhập vô người ổng rồi. Rồi quan trọng nè, thế nè. Cái ấn đường, cái ấn đường. Không, cái này. Cái nhãn tiền. Chân mày. Không, nè, nè, gì? Bàn tan. Không, nè, nè. Thái dương. Không, không. Chân tóc. À, không, nè, nè, nè. Chân tóc chứ cái gì nữa. Không, không. Bàn, bàn tan nè. Bàn tan. Da, da, da của ổng á, da. Da của ổng á. Nó tái lại. Ủa da, thầy nói da thôi chứ thầy làm gì thấy ghê vậy thầy. Da nè. Chuyện đây cũng da nè. Da tai mày điên hay cái này da đầu. Cái da mặt nó tái lại. Cái môi lợt luôn. Ông có phun chân mày đúng không? Ủa sao thầy biết hay vậy? Nó làm lợt mà ông luôn mà. À. Đức cha vậy là ba phải đi dặm lại hả? Dặm lại gì? Dặm nó không ăn mực đâu. Bây giờ nó bị chiếm cái linh hồn rồi. Không, giờ sao thầy? Giờ sao thầy ơi? Thầy sẽ nói cho các con nghe. Nó gần nói xa giờ lập đàn với thầy ơi. Chúng ta phải tìm trong ta một cái linh hồn khác để hai cái đó nó tương trợ lẫn nhau. Dạ. Thì cái linh hồn khác đó nó đẩy cái linh hồn xấu này về dưới địa ngục, ta mới trục ra được. Con dạ, hiểu không? Dạ, dạ, hiểu rồi thầy. Thầy. Làm liền đi thầy, làm liền nha thầy. Lập đàn. Lập đàn. Lập đàn. Dạ, thầy lập đàn đi ạ. À. Dạ. Lập bài đồ ra đi. Bài. Đồ đâu mà bài. Cái túi của tao đó. Nãy thầy kêu dục rồi. Dục, mới dục cái tức thì luôn. Dục xuống sông, trôi, trôi. Trời con điên. Ủa, trời ơi, tao thấy nó. Cái nó trôi thiệt rồi thầy ơi. Ủa sao mày, mình diễn, mày giấu rồi thôi cho ông đi vô rồi mày lôi ra chứ. Không có, con thấy mặt thầy chân thành lắm nên con dục thiệt. Mày gài nó vô đi hại tao phải không? Không, 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 thầy con vợ con tính vậy thôi còn cái gì làm cái đó đi thầy ơi. Không biết ý thầy tưởng thầy. Vô tri thì mày dục cái vỏ đồ tao rồi bây giờ tao làm sao được. Ráng đi gấp lắm rồi. Thầy ơi, con biết thiệt không? Kiếm cái gì cũng được mà. Xin lỗi thầy. Được kiếm này. Cái kiếm nãy hả thầy? Cây kiếm, kiếm thầy phải không? Không lẽ kiếm của mày. Gì như đồ gấp đá vậy? À, sao vậy? À, móc bọc hả? À? Gì vậy? Hồi nãy thầy bẻ đó. Dù cái nhà này đúng rồi. Chết thiệt. Còn cái cùi không mày cầm luôn đi. Bây giờ ta sẽ xuất hồn ra để xuống dưới địa phủ. Tìm ra được một cái vong mà có thể khắc được cái con quỷ trong người của bà của các dạ, con dạ, dạ, đợi ta một tí. Ta xuất hồn đây. Mày vũ đoàn hả mày? Mày vũ đoàn hả? À, mày vũ đoàn hả? Mày con điên mày làm gì múa vậy ta? Ủa? Thầy kêu phụ thầy lên. Mày phụ, ai mượn mày phụ tao? Mày vũ đoàn mày xui thiện vô khen đen nè. Không có, tưởng thầy làm gì là phải làm theo đi. Tao đang lập đàn mày múa gì vậy? Không biết. Người ta đang xuống dưới địa ngục, vô tình gặp lễ hội. Dạ. Nó đang múa, tao phải múa theo. Tao đang gặp một cái vong, tao nói em ơi có thể đuôi riêu đưa cùng anh không? Quỷ vợ mày nhào vô nhảy cái nó bỏ giận bỏ đi luôn. Ủa sao nó giận vậy thầy? Nó có người nhảy rồi mời tao chứ. Nó quạo tao. Không biết thầy ơi, con không biết tưởng. Tao không hỏi được cái gì hết á. Dạ, ừ, dạ. Đừng có phá đúng mày. Thôi đúng rồi, được rồi, làm đi em không có làm gì nữa. Mày ngồi như pho tượng đi. Dạ dạ dạ. Trời sức, sức. Mấy cái con này hỏi tại sao có mấy cái con vợ này tao hỏi sao đàn ông nó không yêu nhau dần thiệt á. Ủa thầy nói tự nhiên thầy thay đổi giới tính con luôn vậy thầy? Không phải, mày cưới con vợ này mày không ở nó được. Bây giờ tìm ra là phụ nữ không còn điều thú vị, mày hiểu không? Mệt mỏi. Hóa giờ không biết đường về luôn á thiệt á. Hết năng lượng rồi mà nhập không nhập nổi luôn. Thì nó mỗi lần nhập nửa chừng thì nó làm. Ôi xin lỗi thầy ơi, con xin lỗi thầy ơi, con không phá nữa, con không dám làm gì nữa hết á. Bây giờ như vậy đi. Thầy nói. Dạ. Đi qua đây ngồi. Cái chuyện này nó hệ trọng lắm rồi.
Khoan thầy, cho con hỏi con tới gì? Sao? Hồi nãy mình đứng đó mình nói cũng được mà, mắc gì phải ngồi? Tao mệt. Chuyện đó là như vậy. Bây giờ tình trạng của ba con là đang bị cái dông đó nó làm cho cái năng lực suy giảm. Dạ. Giống như là cơ thể của một con người đang mất cái hệ miễn dịch, có hiểu không? Dạ hiểu. Thì bây giờ cái cần tìm cho ông ta là một người phụ nữ. Đúng ý anh. Nhưng không phải là một người phụ nữ bình thường, mà cô ta cũng phải là một cái người mà bị một cái dông nào đó dựa, mà cái dông đó, cái năng lượng nó khắc cái dông trên người của ba con. Rồi sau khi họ tiếp xúc gần với nhau một thời gian, nó sẽ đẩy ra. Khi cái dông đó yếu, ta mới gặp ba con ta trục, ta lấy cái dông đó ra được. Hiểu chưa? Thầy ơi, mà phải cái dông kia phải mạnh để đẩy ra hả thầy? Chính xác. Hồi lỡ nó yếu rồi nhà con thêm hai dông luôn hả? Không, 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 không. Đâu có rủ nhau chơi bạc ti vậy được con. Con sợ lắm nha thầy. Thầy biết được một cái người này, tại thầy không tiện nói ra mắt công tụi con nói là thầy... Không tiện. Biết không có thầy ơi, mời thầy tới đây là giúp với thầy. Cái cô này hiện nay đang theo thầy đi làm từ thiện. Hoàn cảnh cô tội nghiệp lắm. Ờ, vậy tốt quá thầy ơi. Cách đây 3 năm thầy thấy cô trong khu lao động. Cô làm nghề làm neo đó con. Dạ. Bữa móc khóe mà móc sâu quá, cắt luôn cọng gân chân của khách. Trời ơi, móc khóe mà móc tới cọng gân người ta ra. Không hay vậy thầy. Xịt máu ra liên tục mà khách nó đau quá, nó đạp một cái cạch, cái cổ rớt từ lầu 6 rớt xuống đất. Chết. Đập đầu. Chết không? Đưa vô bệnh viện trong cái giai đoạn mà thập tử nhất sinh, thì lúc đó cô bị một cái dông khác nhập vô cái xác này. Nhập vô. Mà cái dông đó là ai con biết không? Là ai đây? Tao bấm tao thấy đó là một cung nữ người Huế làm trong triều đình. Trời ơi. Vậy là năng lực lắm. Vậy là đúng rồi. Nên cái người đó mang cái năng lực của thời xưa cố trong cách, triều đình cách. Thì mới có thể áp được con quỷ của ba tụi con. Rồi vậy sao nãy thầy không chịu thời thầy ơi, thầy mời cái người đó tới đi. Thầy không có dám nói, tao nói ra mắt công tụi mày nói tao lường gạt mày. Thầy ơi, bây giờ ba con như vậy rồi, ấn đường tối thui rồi, phải làm sao? Cô đó người rất đàng hoàng, cổ làm từ thiện không, hiện nay cổ đang không có ổn. Nhưng mà thầy đọc chú hàng ngày, cổ bắt đầu đang ổn dần. Bây giờ thầy, nếu như được, ta giới thiệu cổ để làm quen với ba. Dạ dạ dạ, mời thầy, liền luôn thầy. Liền nha, bao nhiêu tiền cũng được. Liền nha. Dạ liền. Chết tao rồi. Cái gì nữa vậy thầy? Làm ăn như vậy là chết tao rồi. Sao, sao vậy thầy? Nó cái điện thoại tao để trong cái vỏ mà con quỷ này nó dục rồi. Bây giờ tao điện bằng cách nào thì bà hại không mà. Ý trời ơi, nó đây. Hết hồn nó đây. Trời ơi, con quỷ làm hết hồn. Thiệt tình, để tao điện cho cổ dùng. Ủa thầy ơi, dục dông cho thầy không dùng tâm linh tương thông mà phải không? Không. Bây giờ cổ là một cái người bình thường. À. Cái dông nó vừa vô thôi. Dạ. Chứ cổ là cái người bình thường con à. Dạ. Tao đang khắc cái người đó. À, cô à, cô vào đi. Ừ, gia chủ họ chịu gặp cô rồi đó. Cô vào đi. Đợi chút xíu. Cốt của cổ ngày xưa là cung nữ, phục vụ cho đức vua bên cung đình Huế, nên cốt cách rất là sang trọng, dịu dàng quá à. Thi thoảng cô hay có những cái động tác quen thuộc, như là rót trà để dâng vua. Nhiều khi mình nhìn không quen. Còn rót trà khi cổ sốc gì là cổ gõ sông lan đó. À, là cổ gõ sông lan hát cho vua nghe đó. Đàn hát cho vua nghe. Đàn cho vua nghe đó. Còn cái này là xòe quạt con. À, múa quạt. Dạ. Xòe quạt. Chứ còn đánh bài là người ta phải nặng vậy mới lên đánh bài, con hiểu không? Dạ. Đừng có nghĩ bậy cho cổ. Dạ. Cổ tao nhã lắm. Dạ. Cổ nói Huế hay lắm. Người Huế thì người ta hay ca hát rồi thơ văn được. Dạ. Cô hát một tí cho gia chủ họ nghe. Hát về quê hương đi cô. Dạ dạ. Quê hương của cô đó. Dạ. À, chào cô. Dạ dạ. À, con chào cô. Dạ. Chào. Ôi, cô lớn con mà cô chào gì con ngại quá. Dạ, chào cô. Chào. Dạ. Cô ngại quá. Dạ, chào cô. Ê, nó nghe nè, mày bò xuống luôn đi. Mày làm cái gì vậy? Đến người ta lịch sự rồi mày cái con này. Thôi được rồi cô, không sao đâu cô. Trời ơi, đã cái thầy cô vậy, cô đi đứng khó khăn, cô hụp lên ngồi xuống chi thiệt. Thôi để cô hát đi. Dạ dạ. Để cô hát đi. Dạ. Mình là người Huế, mình ca bài về Huế đi. À ah
Wow. Là sao thầy? Chưa có Huế luôn á. Tại vì cô đi nhanh quá, cô đi nhanh quá, nó lướt qua Huế rồi. Thôi, mình làm thơ văn đi, thơ văn nó có vẻ hợp lý hơn. Cô này làm thơ giỏi lắm. À vậy hả thầy, mời làm thơ, mời làm thơ. Cô làm một bài thơ cho họ nghe chứ đừng có ca nữa. Thơ Huế. Hôm nay đứng giữa cung đình. Ừ. Đình, nó nói là đình chứ không biết là không phải đó nha. Ủa? Nhiều khi cũng tới thẳng cung đình, chính mắt tận thấy nếu là ngộ ghê. Thơ gì kỳ vậy? Không, cái câu đầu tiên hôm nay đứng giữa cung đình là bà tỳ nữ của vua làm. Mấy câu sau là mẹ massage đọc. Bà bị dựa mà. Là hai cái giọng nó đối lập nhau đúng không? Bà bị dựa. Phải không thầy? Cái cô này là chắc là hồi xưa cô làm trong triều đình, cô hay có những cái mật mã riêng nữa đó. Cho tôi qua nói chuyện với cô được không? Cô có dễ gần không vậy thầy? Cô giao tiếp tốt lắm. À vậy hả? Cô thích nói chuyện với người lạ lắm. Hỏi thăm đi. Mình nói chuyện nhau tí đi, giao tiếp. Dạ, chào cô. Chào. Cô hỏi thăm sức khỏe cô đi. Cô khỏe không? Dạ, tôi ăn cơm rồi. Cái người của triều đình á, lâu quá rồi, nó lâu lâu nó còn hơi chậm. Anh cứ đi từ từ. Hỏi đi, kiên nhẫn lên. Cô ăn cơm có ngon không? Tôi khỏe. Nó bị delay cái câu nãy đó. Giờ nó tới rồi nè, thấy không? Bây giờ anh nói tới câu thứ ba là nó cân bằng anh liền. Cô tới đây bằng gì? Mày đừng hỏi nữa. Bà chửi tôi luôn rồi. Chắc cô không thích giao tiếp lắm. Thôi bây giờ thế này. Mời ngồi. Mời con ngồi. Dạ mời thầy. Tập trung vô đi bà nội. Bà tập trung vô đi bà nội. Ôi vậy là cô này hiện nay là cô đang làm việc. Dạ làm việc từ thiện không mà. À dạ. Sáng đi phát cơm cho người. Nhưng mà hơi khó giao tiếp hả thầy ha. Không sao. Dạ. Tại vì cái gì nó hợp nó mới nói chuyện được. Dạ. Nó hợp. Nhiều khi về với ba hợp với ba rồi sao. Hiểu không? Bây giờ cô sẽ làm quen. Rồi biết đâu hợp rồi tiến tới với nhau. Cô. Dạ chào cô. Dạ. Cô tên gì cô? Hả? Cô tên gì á? Thúy Liễu. Thúy Liễu, dạ dạ. Cô năm nay cô nhiêu tuổi ha? 37. Dạ. Nghề nghiệp hiện nay của cô là gì á cô ha? Tự do. Sao mới nói là từ thiện? Là từ thiện đó. À, là tự do dạ. Là đi đâu cũng được hết. Là... Dạ, cô đi từ thiện ở những đâu rồi cô ha? Thì đó. Cách cục giao tiếp vậy đó. Thôi đừng hỏi nhiều cô rối. Đừng hỏi nhiều cô rối. Thôi. Ủa ba có mấy con đâu rồi? Tìm ổng đi ra. Con giới thiệu nha. Giới thiệu mà thầy nói với con cái là khi mà cô này giao tiếp được với ba con á, làm ơn nói là giữ tài sản lại, đừng cho người ngoài. Yên tâm. Dạ. Cảm ơn thầy. Đi tìm ba, đi tìm ba. Dạ thầy. Đừng có hỏi nhiều nha. Ôi, gì vậy má? Má bà nội mày. Tao là má mày nha. Thì bây giờ tao xong mà má cứ nói bảy bà không mà xém xíu bể bánh rồi má thấy không? Nào giờ tao có biết cung đình Huế cái gì đâu mà mày kêu tao nói tiếng Huế. Ra cái miệng mày đi. Đồng hồ nó cầm hai đầu con hai má con mình. Mày hay à. Tao đang đánh bài, tao đang ở trong sòng á, mày kêu tao lại đây. Ở đây làm gì? Ở đây không giàu lắm. Ráng hôn cái mẻ này đi rồi hai mẹ con mình khỏi lo. Có nhiều đó có học bài không được, mụn nậu đập cái bài thơ tôi muốn chết luôn mà đọc tôi hiểu không chữ nào tôi con bà luôn. Nào giờ có ở Huế đâu bọn bài thơ. Mày ngang ngược quá. Mày không phải con tao quýnh chết mẹ mày rồi. Trời ơi tao mệt quá, tao xả ra. Cái ông già này ông giàu lắm. Ráng thùy mị cua không đi rồi ông đưa tiền cho. Đưa tiền trả nợ đó ha. Cái chèo chậu banh vừa rồi tôi thua lắm đó. Bà đừng có làm hư tương bột hư đường người ta. Mày thua tao đánh mày cũng thua đó quá trời. Ngồi đó yên đi, ngoan ngoãn đi, bà tập trung vô đi. Nói ráng mà cơ. Bây giờ tôi đi toilet cái tại giờ tôi muốn chết với nó luôn. Sao cái nhà rộng quá vậy trời thiệt á. Ngồi đó đi nghe em. Bà đừng đi đâu mà hồi ổng ra đó. Trời ơi, cái nhà đẹp quá à. Chưa bao giờ thấy luôn mà mình mơ ước được cái nhà như vậy nữa. Ô, trời ơi, cái gì? Trời ơi, em quá à. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi.
này nè. Trời ơi, chắc mỗi lần mà tắm xong quấn khăn á, cái ra đây nằm, nằm dài xả lai vậy nè. Trời ơi, đẹp quá à. Xong rồi mình mơ chứ bộ, mơ tới hoàng tử nữa. Cái mình ngước lên, mình gặp. Đứng lại. Ở đây đây. Ủa? Ủa cái gì? Bà đánh bài bà thiếu tiền bạn tôi với tôi ha. Bà trốn mấy chục năm nay rồi. Bữa nay mà dám tới đây. Bà gan quá ha. Ủa mà tôi nói nghe nè, tại sao mà ông biết chỗ này vậy? Để từ từ tôi đi kiếm tiền tôi trả cho ông cho. Ông bình tĩnh đi để tôi nói cho ông nghe nè. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Lại bây giờ vậy nè, là coi như á là cái ông chủ này nè, ông là đại gia, ông giàu lắm. Ông có hai đứa con mà không biết làm sao con ông ở làm sao mà con ông không có ưa ông, ghét ông đó. Đó, cho nên á, cho nên là hai đứa con tôi và con của ông chủ á mới bàn nhau để mà hại dài tôi vô đây nè, lấy tiền của ông á, hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Bà nói cái gì? Ông không hiểu hả? Bà nói cái gì? Tôi không hiểu. Đây nè, tôi nói lại cho ông hiểu nha. Nghĩa là ông chủ ở trong nhà này là đại gia, ông có hai đứa con ha. Mà bây giờ hai đứa con không biết ông ăn ở làm sao mà con ông không ưa ông. Đó, anh coi đó, con mất dạy không? Con gì mà mất dạy vậy, không ưa cha mẹ. Cho nên là con tôi với lại con thằng đó đó là phối hợp với nhau. Để mà tôi vô đây đó, tôi là ăn chia đó. Tôi coi như là xong rồi tôi chia. Chia gì? Chia, ông hiểu không? Tôi nói vậy ông hiểu không? Bà nói hai đứa trong nhà này. Ừ, là hai con hả cô? Đây nè, hai đứa con nè. Đó, ông hiểu không? Là ba của nó là đại gia. Tôi là ba hai đứa hai đó đó. Kiều của mẹ gì có cảm giác gì đâu. Hai đứa đó là con của tôi. Ủa cái gì? Tôi là ba của hai đứa đó đó. Ông... Nhà này là nhà của tôi. Vậy là ông chưa hiểu rồi. Cái gì? Nói lại lần nữa ông hiểu nè. Trời ơi. Ông này nè, là ông này ông là đại gia. Hiểu không? Ông có hai đứa con mà ông ăn ở làm sao mà con ông ghét ông. Má, con mình má không hiểu thôi má. Con mình bà không hiểu thôi. Gì? Là cái ông mà tôi gài là ông này. Là ông này hả? Đi về con. Vâng. Đi đâu? Cậu là cái gì của bà này? Dạ là thầy con. Thầy mẹ mày chứ thầy giờ cũng giấu nữa. Dạ con là con của má con. Cái gì? Cậu là con của bà này. Mày xin cái gì đó? Bây giờ ông nói đi lên phường khai hả mày? Bây giờ con nói vậy mà. Cậu có biết là mẹ của cậu đánh bài thiếu tiền bạn bè của tôi với tôi hả? Mày sao mày không, sao mày không bỏ cái tập đó vậy? Có nói. Buồn mẹ lắm. Mẹ cứ như vậy hoài à. Mẹ mượn nợ hoài à. Thưa bác, con biết là mẹ con sai lắm. Con nhận tiền của cái thằng rể của bác đó. Bác còn làm thầy pháp, đưa mẹ con vô gài để yêu bác, để mà moi tiền bác đó. Nó thẳng thế vậy, con chịu không có nộp cái đâu. Mà vì đồng tiền con muốn trả nợ cho mẹ con phải làm thôi. Mày nói cái gì vậy? Mày nói cái gì nữa, trên phường người ta bước lên cũng khá y vậy à. Bác hiểu không? Thì bây giờ con nói thẳng ra cái chuyện nợ nần của mẹ con với bác thì con hiểu. Từ ngày mẹ con mượn nợ bác, con nhục lắm. Ông hiểu không? Ý bà của mày, bà không hiểu mày đấy, tôi nói đi. Con đưa mẹ con lên chùa để sám hối. Ngày nào con cũng bắt mẹ con ngồi nghe kinh, nghe thầy giảng đạo làm người để đừng có sai trái nữa. Mẹ con dạo này cũng tu tâm dưỡng tánh lắm rồi. Từ ngày bước vào ngã Phật, hai mẹ con của con chuyện nợ nần con dường như quên hết. Không nhớ một ai nợ nần ai gì nữa hết. Thôi đi về tụng kinh giết mẹ đi. Đi về tụng kinh. Bài kinh đang đọc nửa chừng. Đi. Đứng lại mày. Hả? Đứng lại. Mày có kinh mày tụng tụng đi. Cứ tao tụng. Anh hiểu không? Để tôi lấy tiền. Có mình mà bà không hiểu thôi bà nội. Đi. Đi về. Đi về tụng kinh. Đi. Đi về. Vậy là hiểu rồi ha. Đi. Nó dựng chuyện lên. Anh là anh tưởng nó nói thầy thiệt. Anh đưa tiền. Đi về đi. Anh đi đi. Không, ba thông cảm cho con ghét người ta vô với ba là tại vì con sợ ba không có tỉnh táo. Ba con thấy dạo này ba thay đổi á, con sợ ba lấy tiền ba đi đưa cho người ngoài. Thí dụ như mà ba có đưa cho người ta, ta đưa lại cho con cũng đưa cho vợ con à. Con không có cố ý. Cái gì nữa mày? Chuyện gì? Con biết là gia đình hiện nay đang gặp những cái hoàn cảnh này cũng khó chấp nhận lắm, nhưng mà mày có thể kêu giùm tao chiếc Grab không mà tao không bắt được cái đi thể... Hiểu bà đi luôn. Hai mẹ con của mình bà không hiểu đâu. Tôi đi rồi hả? Tại tôi nói thiệt á, mẹ cái này tôi chết là vì bà đó.
không ngờ được là gặp thằng bạn nó tào lao hơn anh nữa. Anh muốn nói gì nữa? Ba thông cảm cho con đi ba. Con sợ ba không có đủ tỉnh táo, con nói thiệt. Con sợ ba không tỉnh táo rồi ba đem tiền ba cho người ngoài. Trời ơi! Con có cần gấp gì không? Muốn gì thì nói với ba. Hiểu không? Tài sản nhà này sớm muộn cũng thuộc về hai con mà. Con đâu còn phải làm cái gì con. Ba vô ghế ngồi nghỉ đi ba. Con nói ba nghe nè. Không phải gì đâu, con hiểu chồng con. Ổng có cái cách, ổng có cái mục đích tốt, nhưng mà cái cách làm ổng sai rồi. Tại vì ổng lo cho ba. Ổng sợ, ổng thấy là dạo này ba khác thường quá, đúng không? Khác thường quá. Rồi cái con không có chia sẻ được với ba. Cái con thật sự là con sợ ba bị trầm cảm của tuổi già. Con lo cho ba. Ba bị trầm cảm tại ai? Tại hai con. Hai con cả thời gian ở với ba không bao giờ quan tâm ba. Không biết ba thích cái gì, ăn cái gì. Có hỏi ba khỏe hay không. Gặp mặt ba là cứ hỏi chừng nào ba ký giấy sang nhà lại cho tụi con. Tại sao vậy? Hả? Không phải. Bây giờ nói ba bị lẫn, bị dông nhập rước thầy bà vậy đây. Cho rằng thí dụ ba bị dông nhập đi, tụi bay mướn thầy về đây tục ra để làm cái gì? Để tụi bay bỏ rơi tao đó hả? Không có ba ơi. Hả? Ba đừng nói vậy, tụi con thương ba thôi ba. Ba ơi ba cho con xin lỗi đi ba. Tụi con thương ba, tụi con sợ ba cô quạnh mình. Ba không có tình cảm, ba không có tươi vui á. Lo cho ba thôi. Xin lỗi ba. Bây giờ ba rất là vui. Ủa? Ba rất vui. Ba vui thiệt không ba? Ba rất là tỉnh táo. Thiệt không ba? Bởi vì sao? Tại sao? Ba vừa tìm ra một nguồn năng lượng mới. Năng lượng mới hả ba? Thiệt không? Từ ngày có cái nguồn năng lượng đó, ba cảm thấy ba trẻ ra, yêu đời ra. Thiệt không? Vậy là chiều ba mở cửa sổ, ba đứng ba hát là ba sạc pin hả ba? Thôi con. Nói thật ra cũng khó nói. Ba giấu tụi con nhưng mà bữa nay chắc ba cũng nói luôn. Dạ ba nói đi ba. Thật ra là ba đã có người yêu rồi. À, ba có người yêu rồi. Hay quá. Thiệt không ba? Thiệt không? Trời đất ơi. Alo. Alo. Tới chưa? Dạ, em tới rồi. Mà hình như là cái nhà anh là có phải là cái nhà có cái cửa màu vàng phải không anh? Đúng rồi em, cái cửa màu vàng mà không có cái chốt. Em cứ đẩy cửa vô là được nha. Dạ. Ừ, vậy ha. Dạ vâng. Ôi. Ủa là cổ tới rồi hả ba? Tới rồi. Đang có hẹn mà. Thiệt luôn á hả? Ba ơi. Ba ơi ba. Ba chắc cổ là con người đúng không ba? Đây. Nói cái gì? Anh Tài. Em. Này. Đây. Giới thiệu với hai con. Bạn gái mới của ba. Cái này là con của bạn gái ba hay là bạn gái ba? Bạn gái của ba. Sao? Đây là ai vậy anh? À đây là con ruột của anh, còn kia là rể. Ba ơi. Sai. Sai lắm. Sai cái gì con? Ủa ba làm gì vậy ba? Ba quen với cái cô này con vài tuổi nữa còn đẻ ra cổ được luôn á. Em ngồi xuống. Có gì đâu. Sao rồi hồi sáng ba nói ba có người yêu rồi, mấy con ủng hộ lắm mà. Ủng hộ cái gì chứ ba? Ba nói thiệt cho con nghe đi, bạn gái của ba làm ở đâu? Làm massage chỗ nào? Mày nói cái gì vậy? Mấy kèo này con gành quá ba ơi. Ba thích thì con dắt ba đi, có gì đâu mà tự nhiên dắt về nhà chứ gì trời. Ông này. Sao con bạn gái gì mà đâu mà nhỏ xíu. Bạn gái gì ba tỉnh táo giùm con đi. Chồng con nói đúng đó ba. Cái gì vậy con? Thôi buổi bây giờ tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Không phân biệt tuổi tác nhưng mà cũng vừa phải ba ơi. Chênh lệch rất là nhiều. Nó sai dữ lắm ba ơi. Chênh lệch mấy chục tuổi ở đâu ra mà có tình yêu giữa hai người như vậy. Cái mặt này là nhỏ tuổi hơn vợ con nữa. Nhỏ hơn con cũng đẻ ra bả được luôn á. Mày im đi. Anh chắc để em xin phép. Không em đi đâu hết. Nè bà nói lộn lần nữa. Dù tụi con có không đồng ý hay là đồng ý,
ba cũng phải lấy cô gái này. Trời ơi! Bởi vì sao? Trong người cô gái này có giọt máu của ba. Cái gì vậy ba? Ba ơi! Hai vợ chồng con cài bừa suốt 5 năm trời không có giọt máu nào hết. Ba mới có đi đu đưa mấy lần mà ba có giọt máu rồi sao ba? Ba uống cái gì mà khỏe vậy? Trời ơi ba ơi, ba nói cái gì vậy bây giờ? Ba đẻ ra rồi cứ kêu con bằng cái gì? Ba ơi, hàng xóm lát gì người ta cười vô mặt nhà mình rồi sao ba? Chị chào hai em. Hai em gì? Chị nào? Ai chị? Xin lỗi. Để cô nói mấy đứa nghe. Cô! Nó cô luôn rồi. Thì đúng rồi, bạn gái của ba thì kêu tụi con là con xưng gì, đúng rồi, có gì đâu mà la ông xòm vậy. Mà ba ơi, ba có chắc cái bầu là của ba không? Ba giờ này rồi ba. Ba ơi ba, bây giờ mà tự nhiên cái đẻ rồi ba có con mọn, trời ơi trời. Ba 72 tuổi ba có con rồi, tự nhiên con ba con kêu con ba bằng em mới ghê chứ trời ơi. Ủa tụi bay nói gì, bầu gì? Bầu ba nó có giọt máu trong người kìa. Trời đất ơi, có giọt máu đây là tại vì cô này có bị tai nạn, thấy chưa, đồ cổ thiếu máu, mà ba thì có cái nhóm máu giống cổ, rồi ba mới hiến máu tặng cho cổ. Trong thời gian đó rồi ba tới lui thăm với cổ, nó nảy sinh ra tình cảm. Chứ bầu bì cái gì? Ủa tự nhiên ba hiến máu rồi xong rồi ba hiến thân cho người ta luôn hả? Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Chồng con nói đúng á ba, hiến máu xong rồi thôi, mắc gì phải cưới người ta luôn vậy? Cô này là một cô gái còn nhỏ nhưng mà rất hiếu học, ba vì thương cổ bắt đầu tính nhận làm con nuôi cháu nuôi thôi, nhưng mà gần lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng tán. Nuôi xong rồi ăn luôn hả? Ăn ông nội mày. Chứ cái này là thấy sai. Chứ ai mà hiếu học ba cũng nuôi, chắc ba nuôi nhiều lắm mà. Nè, không có nói bậy bạ hay chưa? Không, cái này là chuyện gia đình của em, em giải quyết đi. Nhưng mà anh thấy gì vậy nha, ba em nói ai hiếu học là ba nuôi, rồi sau này anh thấy ai hiếu học anh cũng nuôi, anh cũng thích học thức. Nè, nói vậy? Ê! Anh ơi, lớn. Nè con nói cho ba nghe nè, con cũng đang bực chồng con lắm, nhưng mà anh nói không có sai. Ba làm như vậy, bây giờ ba quyết định ba giữ cô gái này, ba muốn cưới cô gái này á, thì con xin phép ba. Từ đây về sau á, con phải là con của ba nữa. Cái gì? Dân. Chị, anh kêu con anh lại đi. Tất cả là tại em mà. Kệ tụi nó. Nó không chấp nhận, anh không cần. Em còn cái gì đâu. Dạ. Chắc em xin phép đi về. Em không phải đi đâu hết. Em cứ ở đây. Tụi nó không chấp nhận em, anh không cần. Nhưng nói với anh, em buồn cái gì không? Anh rất cần em. Anh rất cảm ơn em vì em đã chấp nhận một tình yêu lứa tuổi nha. Và anh biết em cũng thương anh, anh thương em, mình cứ ở với nhau thôi. Ai nói gì nói kệ. Nghe em. Em xin lỗi. Em biết là anh rất là thương em. Và em cũng như vậy. Nhưng mà anh có biết là con anh cũng rất là thương anh không? Con anh đã làm tất cả mọi chuyện là vì anh. Và bây giờ em là người đã xen vào gia đình của anh, đã phá hoại gia đình của anh. Em biết có thể tình yêu của mình là đúng, nhưng mà sai thời điểm rồi. Em à, miễn là anh thương em thương anh được rồi. Em đừng có nghĩ ngợi lung tung hết trơn nha. Ở lời anh đi. Em xin lỗi. Châu à. Châu. Châu.
Tại sao ông trời ơi? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Yêu một người khó như vậy sao? Làm gì buồn? Hả? Đúng rồi. Ông đi yêu gì lung tung? Đúng không? Rồi ông than lúc nào ông than là tình cảm ông nghiệt ngã. Tôi thấy á, như tôi nói với ông ngay từ đầu rồi, đúng không? Tình yêu là do duyên số. Ông đâu cần đi tìm. Có nhiều khi á, có những người xung quanh mình mà mình không để ý, nhưng mà họ vẫn theo dõi mình là biết bao nhiêu lâu rồi, đúng không? Tôi nói ông nghe, tôi có người quen thích ông lắm. Họ luôn luôn theo dõi bước chân của ông đi 30 năm nay rồi. Ai? Muốn không biết không? Theo tôi. Ý, chỗ này có chỗ đi. Tại tôi cũng chưa đi lần này lần nào. Nè, tôi cho ông cái này nè. Đây, người này nè, theo 30 năm rồi đó. Mau đưa tay đón người ta đi. Chúc ông hạnh phúc. Lên đi. Vậy nghe, nhớ hạnh phúc đó nha, hạnh phúc đó nha, nhớ nha.